Quý vị và các bạn thân mến, với niềm đam mê audio bất tận và với phong cách được ưa chuộng và phổ thông nhất hiện tại trên khắp các quốc gia trên thế giới thì sở hữu của những cặp loa mang theo phong cách hai trong một cho cả nghe các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke chuyên nghiệp, đồng thời cũng không tốn kém phần đầu tư phối ghép và không phải mất công loay hoay đi tìm kiếm, thì theo tiêu chí này và những cặp loa tuyệt đẹp không thể đẹp hơn trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn mang tới cho quý vị và anh em những cơ hội để săn tìm những tuyệt phẩm loa, thậm chí rằng có rất là nhiều thứ mà anh em tìm kiếm tới hàng một vài ba năm mới chạm gặp được những cái thứ đẹp xuất sắc. Và với phân khúc giá tiền thì chúng ta gọi chung câu cửa miệng rằng đồ bãi, hay loa bãi, âm nhì bãi, hay đại bãi. Theo tiêu chí thứ nhất là bãi thì phải là xịn. Xịn ở đây là gì? Mỹ, Đức, Anh thì được sản xuất tại Mỹ hay Đức hay Anh, không chơi hàng nước thứ hai và nước thứ ba. Đó, theo quan điểm của mình thì là nó là như vậy. Và đồng thời phong cách chơi hai trong một, vừa nghe vừa karaoke, không tốn kém tiền phối ghép. Và đồng thời một điều quan trọng nữa là phải đẹp. Đó, tiêu chí này rất là quan trọng. Đó, khi mà những cái cặp loa trưng bày phòng khách thì ai cũng muốn đẹp cả, chẳng ai muốn là nó xấu. Và với tiêu chí này thì ở trước máy quay đang hiện diện rất là nhiều những cặp loa lớn mà tôi đã mất công sưu tầm và tìm kiếm cũng khá là công phu từ các quốc gia nổi tiếng như từ Mỹ, từ Nhật Bản hay từ khắp các quốc gia khác. Và đây cũng là một trong những đoạn video khá là hiếm hoi. Mình nhà review cho anh em hai bộ JB, gồm có một cặp JBL 4770A cho anh em An Giang. Và nằm bên cạnh thì nó là một trong những cấu hình khủng của JB. Tiếp theo phía bên phải thì của anh em ở khu vực Bà Nà Hills. Đó, tôi cái địa chỉ thì tôi không 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 nhắc chi tiết, nhưng mà cơ bản đây nó là những thiết bị cao cấp của anh em sưu tầm trong mất nhiều thời gian công phu. Xin mời anh em cùng mang tai phone và chúng ta cùng lắng nghe một vài đoạn nhạc quen thuộc để anh em sẽ thấy được rằng đỉnh cao audio với chất âm chơi thập cẩm các thể loại nhạc. Ai có tai phone xin mời anh em cùng mang tai phone vào để chúng ta sẽ trải nghiệm chất âm rất là tuyệt vời này, với những tiếng bát của nó thả như những tiếng sấm, hay nhiều anh em hay ví là những tiếng động đất thì hoàn toàn là không sai, anh em cứ cảm nhận qua tai phone. Đây nó là hai cái trống đàn rất là khủng khiếp với tiếng trầm xuống sâu đó, quý vị nghe tiếng huỳnh này không ạ? Mỗi một cái tiếng huỳnh này thì những cái không gian thường nhà hàng xóm thì đó là bài rung vân vân rồi. Chắc chắn một điều rằng anh em nào có tai phone đấy, anh em có thể thấy được rằng lực đánh khủng khiếp với dải trầm của nó xuống rất sâu và nó vô cùng là mạnh mẽ, với cặp loa khủng long chúa nhất hãng JBL 4770A đến từ California, Mỹ, được sản xuất cho thị trường của Đan Mạch. Xin mời anh em cùng ngắm nhìn ở cự ly cận cảnh. Đây cũng là những cặp loa của những anh em ở xa xôi tới miền cuối của đất nước rồi, tới An Giang thì anh em thấy rằng nó là gần như là đất của loa, từ An Giang sang Campuchia thì nó rất là nhiều loa, không thiếu loa. Nhưng mà anh em sưu tầm và rất là đam mê, bởi vì niềm đam mê nó là bất tận, bất kỳ đâu, thậm chí là ở nước ngoài anh em cũng sẵn sàng xuống tiền để đầu tư. Đó,
Chiếc máy quay chúng ta vừa được thưởng thức chất âm của một cái vũ trường di động cho cặp JBL cùng nhất hãng 4770A đến từ California, Mỹ. Với phần thùng gỗ bạch dương còn rất là đẹp, mặc dù đây là một trong những cặp loa nó có trọng lượng nặng tới 2 tạ 2, 220 kg, với chiều cao 1m3, ngang 75 và sâu 53,5. Đó. Công suất trung bình nó nằm ở ngưỡng 2400W và độ nhạy cao từ 101 tới 133 dB. Với trang bị hai bát siêu trầm 40 củ từ 22 côn 100 gân lụa tẩm dầu. Ở đoạn clip này tôi đã lắp lại e căng. Đó, nó được trang bị e căng rất là đẹp. Và nó có tới hai bộ e căng, nó tùy từng cặp, có những cặp về thì chỉ có một và có những cặp thì anh em đam mê thì tặng cho anh em cả hai bộ e căng luôn. Hai bát 40 gân lụa tẩm dầu đời 4 số từ 22 côn 100. Khủng chưa? Một quả ken. Với đường kính họng chiều ngang 40 cao 30 củ từ 22 côn 100 và một quả check kèn tai voi. Như vậy chúng ta thấy rằng hai bát siêu trầm đánh cho giải súp, quả trung kèn từ 22 côn 100 thể hiện lời hát và quả check kèn tai voi thể hiện cho giải check xì. Câu hình khủng hết tầm trời cho cặp loa này. Tất cả của nó là đẹp xuất sắc. Mỗi một thùng loa ba cái ống hơi đường kính miệng của nó phi tới trên 100 thở về mặt trước. Với lực đánh như dư chấn, hay còn gọi rõ hơn là như anh em ví thì nhiều anh em ví rằng đánh như động đất, tôi chẳng ví như động đất đâu. Anh em nào được nếm mùi trải nghiệm độ khủng của cặp loa này thì anh em sẽ thấy rằng đó là phê cỡ nào và khủng khiếp cỡ nào. Nặng 2 tạ 2. Đó. Không tính chân. Anh em nhìn cho nó phê đi ạ. Rất đẹp, xuất sắc. Ở đây thì phía bên cạnh thì anh em thấy rằng nó là một cấu hình khủng nữa mà anh em ở bàn đại hưu đã chốt rồi và còn đang gửi ở đây. Đó. Anh em thấy rằng những cái bộ loa như thế này sưu tầm được nguyên cả bộ com lê như thế này từ từ Mỹ về mà nó đẹp như thế này, chắc chắn rằng vã mồ hôi. Nhiều anh em chắc không mua nổi đâu, hay không dám mua đâu. Tiền thì anh em có nhiều tiền nhưng chắc không dám mua đâu, bởi vì nó rất là nặng. Đó. Mặt tiền thì nó lại chẳng bị thuốc giá như là nhiều cái model khác. Đó, nhiều cái model nghe nhạc con thôi, cặp loa JBL N65 Dubai thôi, 70 triệu bạc, đắt nòi, đắt hơn thuốc. Đó, anh em thấy sao ạ? Trong khi những cặp loa này anh em mà phối ghép tốt thì nghe bolero và trữ tình nó phê lắm anh em. Đó, phê không thể tả hết được. Rất hay. Đó, trước khi mà thưởng thức tiếp theo thì chúng ta lướt nhìn qua cấu hình tôi đang review. Ở đây tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy H1300 EBV Dup, đẩy của châu Âu, USA sản xuất, nặng vào khoảng gần 40 cân, chạy 64 đèn công suất, nó là khủng khiếp. Mặt phay nhôm của nó độ bền nhiều năm không no oxy hóa. Đây là thuốc đặc trị của những cặp loa lớn khó đánh, nó dã cho từng tiếng phê, tiếng nào phê tiếng đó luôn. Chất âm giải trung của nó rất là sáng, bát đánh sâu, check đánh rất là tơi, và chúng ta sẽ thử thức tiếp theo. Và đặc biệt phần phối ghép thì anh em nhìn ở đây, trong khi tôi nắp trên tủ máy là cả nâng tiếng nhưng tôi không dùng nâng tiếng. Duy nhất chỉ cần một con vang số chạy chip giải mã DSP32bit. Đây là những thế hệ vang cao cấp nhất, vang số cao cấp nhất. Nó rắc cắm điều chỉnh máy tính, các chế độ chỉnh máy tính. Và trang bị tuyệt đối các chế độ điều chỉnh rời bên ngoài bằng tay. Anh em phân biệt rõ 7 nút chỉnh cho tiếng nhạc, 3 nút bass, 2 nút trung, 2 nút check. Lời mic cũng vậy. Echo của nó, echo và reverb riêng từ kênh R và N. Chuyên nghiệp. Đầy đủ tính năng ăn chơi, giải mã tổng quang Bluetooth. Đó. À, tín hiệu AUX. Anh em có thể tự chỉnh ở đây và lưu nhớ lại, ngoài các chế độ cứng tôi đã điều chỉnh lưu nhớ bằng máy tính rồi thì chúng ta cũng có thể chỉnh bất kỳ một nút nào ở đây và lưu nhớ ngay trực tiếp ở phần bên ngoài, rất là tiện dụng. 100% anh em đều có thể sử dụng được, không cần tới thợ. Đây cũng là ưu điểm. Và chất âm lưu ý rằng nó rất là hay, chip DSP rất là nổi tiếng 32 bit rồi. Đó. Anh em thấy đơn giản không ạ? Phần bên trên là một bộ mic GTS mít bãi, dòng này nó là nổi tiếng cho anh em làm sự kiện. Tôi không có điều giới thiệu thêm. Quay trở lại với chủ đề chính, anh em có thể thấy được rằng cấu hình khủng của JBL 4770A. Chúng ta có thể thấy được rằng nó là một trong những cặp loa có cấu hình hết tầm của hãng. Phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại. Trong đoạn clip này cũng đã hơi dài và cũng là cuối clip theo yêu cầu test cho anh em An Giang. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ kênh. Xin mời anh em thưởng thức đoạn nhạc cuối cùng của clip này trước khi cặp loa này lên đường về tới anh em An Giang, gần tới đất Campuchia rồi. Xin chân thành cảm ơn.